Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai siêu phẩm đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm hay xước màu trắng. Đó là Amly Denon PMA SA11 và Denon PMA 2500NE. Đây là hai dòng Amly khủng của hãng, dòng SA11 và dòng 2500NE là một trong bốn con đỉnh bản của hãng Denon tính tới thời điểm hiện tại nha các bạn. Dòng SA11 và 2500NE được thiết kế mặt nhôm thay xước màu trắng pha tím hồng. Nhìn tổng thể thì các bạn sẽ thấy SA11 sẽ ánh hồng hơn cái dòng 2500NE. Và thiết kế cái dòng SA11 á, thì nó cũng được bo cong hơn so với dòng 2500NE. 2500NE được thiết kế như những dòng model 2000 AESRE rồi các bạn. Dòng 2500NE và SA11 á, được sản xuất cũng là gần thời gian nhau nha bạn. SA11 được sản xuất vào năm 2013 kéo dài tới 2015. Còn dòng 2500NE được sản xuất 2016 tới 2019. Cả hai đồng lạng đồng cân nha các bạn. Với kích thước là hai máy cũng là tương đương, gần như tương đương bề ngang là 43,4 cm, cao 18,1 cm. Dòng SA11 hậu, các bạn nhìn tổng thể hậu là thấy sâu hơn rất nhiều ha. Nó sâu hơn, là chiều sâu là 49,4 cm. Còn dòng 2500NE đó, chiều sâu nó ngắn hơn nghe bạn, chỉ là 43,1 cm. Về cân nặng á, thì dòng SA11 á thì cân nặng 29 kg, và còn dịch đề năm 2500NE đó thì cân nặng là 25 kg. Dòng SA11 là một trong ba con đỉnh bản của dòng hai số SA11, rất là đầu gấu nha các bạn. Công suất dòng này là 380W. Còn dòng 2500NE đó thì công suất là 310W, nhỏ hơn nghe các bạn. Công suất ra mỗi loa của dòng 2005 của SA11 đó, loa của bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 120W, loa của các bạn có trợ kháng 4 ohm thì công suất ra là 240W một loa, rất là lớn ha. Cả hai được đánh được loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Còn dòng 2500NE đó thì nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 80W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi loa là 160W, cũng là đánh phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Về cân nặng, về công suất đầu ra thì SA11 sẽ nhỉnh hơn gần gấp rưỡi so với là 2500NE nghe các bạn. Về tổng thể kết cấu bên ngoài thì cả hai máy đều có tinh chỉnh như bát, trép, ba lăng, cả hai máy đều dày. Còn riêng cái dòng cũng có chức năng power arm direct, sử dụng như một cục đẩy ha, và sụt direct. Thì dòng 2500NE cũng được tích hợp thêm là bát, trép, ba lăng. Nó có, ngoài ra nó có cái đường analog mode và thêm một cái đát giải mạ 32 bit ở đây. Khi bạn ấn vào đây là sẽ hiện cái màn hình, thì hiện cho các bạn chơi nhạc số. Kết nối qua đường đồng trục, đường cáp quang, đường USB DAC, rất là nhiều công nghệ nghe bạn. USB chuẩn A, PC DAC, các bạn kết nối đầy đủ công nghệ chơi nhạc số hiện nay nghe các bạn. Và bên cạnh đó các bạn cũng có thể chơi được chuẩn USB B, chuẩn B cũng rất đáng chơi. PC DAC á thì nó giải mã lên là 32 bit nghe các bạn. Các bạn sẽ chơi được những ổ cứng có dung lượng cũng tương đối lớn, các bạn dùng để phát những bản nhạc chất lượng cao. Thì dòng 2500NE sẽ nhỉnh hơn về công nghệ so với dòng SA11 nghe các bạn. Thì dòng 2500NE thì được sản xuất sau dòng SA11 2 năm. Tổng thể nội thất thì dòng SA11 thì được thiết kế rất là gấu ha. Đó, nó giống như những dòng limited, cũng là một tăng phô đúc nằm trong một miếng gang đó. Nó nhìn con này mình cũng đã giới thiệu rồi, rất là đẹp, rất là gấu, rất là nặng.
dòng S 2500 NE thì được tích hợp công nghệ mới, thì nó sẽ sử dụng những tăng phô rồi hai tăng phô riêng và những tảng giải nhiệt và những thiết bị cũng là tinh tế mới hơn so với dòng SA11 nha các bạn, vì nó được sản xuất sau 2 năm. Tổng thể đến mặt sau của dòng 2500 NE đó thì không có gì để bàn, cả hai con mình về tất cả còn như mới nha bạn, không có, dấu hiệu đã sử dụng nghe các bạn, rất đẹp, cũng đánh loa phù hợp từ 4 tới 6 qua ôm và đánh được bi quay đó. Đường giải mã nhạc số của 2500 NE đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, các bạn thấy là có hai đường optical, đường cáp quang các bạn kết nối trực tiếp từ hai tivi nè, hai đường đồng trục nè, đường USB DAC kết nối trực tiếp từ máy tính nè. Rất đáng chơi các bạn ha. Rồi, dòng này được sản xuất vào năm 2016. Còn riêng cái dòng SA11 á thì chỉ là kết nối những đường analog thông thường nha các bạn, nhưng mà cũng rất đáng chơi các bạn. Các bạn chờ mình để nối dây lại cho các bạn xuất dây loa. Các bạn chờ mình trong dây lát. Rồi, về tổng thể cái con 2500 NE thì mình đang kết nối cho các bạn nghe đó. Cũng tổng thể là đít mặt sau thì được thiết kế tương đồng, có nét tương đồng những dòng S10 2 la mã, 3 la mã limited đồ nghe các bạn. Nó cũng được sử dụng là một miếng sắt sơn màu hơi ánh vàng đó, và những cọc loa, những jack RCA thông thường. Đặc biệt là cái con SA11 này thì đánh rất là khỏe, rất là mạnh mẽ nha các bạn. Rồi, về chất âm hai con này mà là 1910 nha các bạn. Về công suất nội lực thì SA11 so công suất ra loa là gấp rưỡi so với 2500 NE, nhưng bù lại 2500 NE thì được tích hợp thêm cái đát giải mã 32 bit rất đáng chơi. Cả hai là về nắp của nó là tất cả còn nguyên zin rất đẹp nha các bạn. Đó. Cả hai con máy mình về đó là giá cũng là gần tương đương nhau nha các bạn. SA11 mình bán với giá là 34.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Còn con The Nong PMA 2500 nè, mình bán với giá là 36.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Cả hai con chỉ chênh nhau là 2.34.500.000 và 36.500.000. Về bạn nào cần công lực nội lực đánh khỏe những dòng loa bass lớn 40 cm, các bạn chơi con The Nong SA11. Bạn nào chơi công nghệ, thích hợp những dòng công nghệ thêm đát giải mã thì các bạn chơi dòng The Nong PMA 2500 này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Mình cũng xin giới thiệu sơ lược tổng quan về hai cái con máy mình mới về. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.